Thưa quý vị, phẫu thuật thẩm mỹ hay chăm sóc cơ thể đã trở thành xu hướng chung của chị em phụ nữ ở mọi lứa tuổi trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả rõ rệt đạt được thì cũng có không ít những trường hợp xảy ra những biến chứng khi phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là ở những cơ sở không uy tín. Cảnh báo này một lần nữa đã được các chuyên gia đưa ra trong buổi tọa đàm tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tọa đàm tổ chức tại Gen Beauty Center, bác sĩ Cao Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cả nước hiện có trên 900 cơ sở cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó 2/3 cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của hàng loạt các cơ sở không phép thiếu an toàn. Nhu cầu được chăm sóc và chỉnh sửa sắc đẹp nếu thực hiện tại các cơ sở kém an toàn sẽ tăng cao tỷ lệ biến chứng, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Các chuyên gia cho biết phẫu thuật thẩm mỹ cũng mang theo rất nhiều nguy cơ như mọi ca phẫu thuật khác, đặc biệt là sốc thuốc gây mê, chảy máu, nhiễm trùng. Đặc biệt quy trình gây mê phải được thực hiện trong bệnh viện. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hào, giám đốc bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo không chỉ phẫu thuật mà việc chăm sóc da với phụ nữ cũng cần được thực hiện ở các trung tâm uy tín với những bác sĩ kinh nghiệm để đảm bảo an toàn.